Thưa quý vị, sau hơn một năm trồng thử nghiệm, cây sau ngũ sa bì hương trồng sen canh dưới tán cây ăn quả ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã cho những tín hiệu vui ban đầu. Việc mở rộng diện tích đang được địa phương cân nhắc kỹ lưỡng. Năm đầu tiên, một hecta ngũ sa bì hương đạt sản lượng gần 2.000 kg, là một loại thảo dược quý, cùng họ với sâm, tốt cho sức khỏe. Loại sau này được thị trường đón nhận với giá bán từ 40 đến 50.000 đồng 1 kg. Theo tính toán của cơ quan chuyên môn, nếu được chăm sóc đúng kỹ thuật thì từ năm thứ hai trở đi, một hecta ngũ gia bì hương có thể cho thu tới 240 triệu đồng. Hội nông dân huyện đang tiếp tục quy hoạch vùng trồng, hướng dẫn kỹ thuật và vận động bà con tham gia sản xuất giống rau đặc sản này. Phấn đấu đến năm 2025 có 10 hecta rau dược liệu ngũ gia bì hương. Đồng thời kết nối tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho bà con.